Chào các bạn đã quay trở lại với hai tập cuối của series phim Văn phòng Thám tử. Ở hai tập này các bạn sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Các thành phần tà giáo như Hội Thánh Đức Chúa Trời có khả năng tẩy não con người đến mức độ nào đâu. Ông thần đeo kính Shimura này lúc nào cũng nở một nụ cười đáng sợ để tiếp đón khách hàng. Tuy nhiên ít ai biết rằng trong quá khứ ông cũng từng là một chàng trai với nụ cười vô cùng ấm áp. Trước đây khi làm việc tại tòa thị chính trong khu phố, Shimura tốt bụng và giàu lòng thương người nên đã thường xuyên giúp đỡ những người già cả. Đặc biệt còn cõng bà lão Hachan về nhà mà không cần đền đáp gì, bởi ở cùng bà ấy chỉ có một thân nhân duy nhất là cô cháu gái xinh đẹp Yukiko. Cô gái quay lưng về phía anh nên không nhìn rõ mặt, thế nhưng chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ biết là một mỹ nhân xinh xắn. Trái tim Shimura như hẫng một nhịp khi nhìn thấy thiên thần vừa cười vừa nói chuyện với mình. Bà của Yukiko cũng đẩy thuyền nhiệt tình bằng cách mời anh ở lại ăn tối. Trong bữa cơm nhà ấm cúng, Yukiko tiết lộ rằng mình chính là một họa sĩ, cô yêu cái đẹp và hứng khởi mỗi khi bắt đầu vẽ một bức tranh nào đó. Nhân tiện có anh chàng Shimura vừa đẹp trai lại nét căng thế này thì phải tận dụng vội, nàng ta ngỏ ý mời anh đeo kính đến nhà làm mẫu và nhận được lời đồng ý ngay lập tức. Cứ thế không biết từ lúc nào hai người phải lòng nhau, mỗi lần Yukiko ngồi lại vẽ từng đường nét là cậu thanh niên lại ngại ngùng. Kể ra thì hai người vô tình gặp được nhau này có khá nhiều điểm chung như là cùng thích đi dạo phố. Yukiko chỉ ước gì bức tranh này mãi mãi không hoàn thiện để cô và anh có thể tiếp tục hẹn hò như thế này. Thế nhưng chỉ không lâu sau đó bà Hachan đã mất. Giờ chỉ còn lại mỗi Yukiko bơ vơ không người thân không nơi nương tựa. Shimura chỉ ước có thể trở thành nơi mà người mình thích có thể dựa vào. Thế nên khi cô ấy vừa mở lời muốn kết hôn, cậu chàng đã ngay lập tức đồng ý. Thế nhưng lại chẳng hề hay biết một thế lực đã cướp đi sinh mạng cô khỏi tay anh. Thế lực ấy mang tên Hội Cầu Phúc, một giáo phái tà đạo do người đứng đầu là ông Aizan lập ra, cũng giống như Hội Thánh Đức Chúa Trời đình đám một thời. Những thành viên của giáo phái này hết sức sùng đạo và răm rắp nghe lời người chỉ huy. Họ có một biểu tượng hai tay đan vào nhau đại diện cho sự gắn kết. Và đó cũng là lý do Shimura nhận ra cậu nhóc đầu máu me mới tới văn phòng là người thuộc hội này. Shimura che giấu sự thù hận của mình sau nụ cười giả lả, dần dẫn dắt cậu trai kia nói ra cách hoạt động của Hội Cầu Phúc. Cậu chàng trông ngốc nghếch này tên Suto, là một sinh viên đại học sắp ra trường mà chẳng có một chút chí hướng nào cả. Theo anh ta thì học ở một cái trường hạng bét thì ra sẽ chẳng làm được cái nghề gì ra hồn, chẳng thà ở nhà ăn bám mẹ với em trai. Ngược lại với ông anh rốt nát thì cậu em trai lại có học lực vô cùng nổi bật, luôn là con nhà người ta trong truyền thuyết khi đỗ được ngôi trường y danh tiếng. Hai đứa con một người niềm tự hào của cả nhà, người kia thì chán chẳng buồn nói, vì thế mà Suto cứ bị áp lực nà sống khép nép tự ti. Bẵng đến một hôm cậu chàng được người bà dắt đến Hội Cầu Phúc, xung quanh cậu chỉ toàn là những con chiên ngoan ngoãn khiến Suto trông như kẻ lạc loài. Trông thấy chủ trì là Aizan bước vào thì ai nấy đều hoan nghênh nhiệt liệt. Ban đầu Suto cũng chẳng tin mấy vì cứ nghĩ đây chỉ là hình thức truyền giáo vớ vẩn trên TV. Nhưng khi ở lại lắng bài giảng vỡ lòng và được Aizan đích thân chỉ điểm, cậu trước tiên phải yêu thương con người yếu đuối bên trong mình trước đã, thì một phần nào đó trong Suto bắt đầu thức tỉnh. Cậu đã nghĩ về rất nhiều nỗi uất ức và tự ti của bản thân khi sống trong một gia đình với người em quá ư xuất sắc. Sau buổi học đầu tiên, vì tò mò Suto bắt đầu tìm đến hội thêm lần nữa để thanh tỉnh tâm hồn, nhưng lần này người ra mở cửa lại là cô thư ký xinh đẹp của chủ tịch. Cô nàng nói hôm nay không có lớp nhưng nếu muốn anh có thể ở lại để cùng tham gia sinh hoạt cùng với mọi người. Suto hai mấy tuổi đầu làm gì được gái khen bao giờ. Liền sướng tít mắt gật đầu đồng ý. Hoạt động của Hội Cầu Phúc diễn ra trong vườn sau của tòa nhà to lớn nguy nga. Ở đây mọi người đều vui vẻ giã bột và tán chuyện, thậm chí còn nhiệt tình mời người lạ mặt là Suto tham gia cùng. Lần đầu tiên trong đời cậu chàng mới lớn này được trải qua cảm giác vui vẻ thế này, mọi người ở đây đều tôn trọng và đón nhận cậu như thành viên trong gia đình. Tất cả quay thành một vòng tròn quanh Suto và làm biểu tượng gắn kết của hội. Tất cả những điều này đánh mạnh vào tâm trí của Suto, khiến anh tham lam muốn quay trở lại đây lần nữa. Trước khi quay đầu, cô nàng thư ký còn nói yêu anh khiến cậu chàng không khỏi mở cờ trong bụng. Tâm hồn của Suto một tuần sau đó như bị hội cướp mất, ngày đêm đều nghĩ cách gia nhập hội. Khi cùng bà xem TV đến đoạn ông Aizan xuất hiện, người em chế giễu cái hội này chỉ lan truyền những thứ vớ vẩn, nếu là Suto của trước kia thì sẽ chẳng hề phản bác. Nhưng riêng lần này thì anh lại từ chối thẳng thừng mối nghi ngờ của cậu em. Anh ta tiếp tục tham gia vào hoạt động của Hội Cầu Phúc cho đến một ngày, ông Aizan trở về. Tất cả mọi người đều gọi ông là bố chỉ trừ Suto còn chưa lập lời thề. Để có thể nhanh chóng hòa nhập với tập thể, Suto liền đề nghị trở thành một phần của hội luôn. Để trở thành thành viên chính thức không hề đơn giản như cậu tưởng. Để lập lời thề hiệu quả nhất, cậu sẽ phải ở lại đó trong một tuần. Ba ngày không ăn không uống và ngồi thiền trong một căn phòng đầy những lời lẽ tẩy não. Cuối cùng như ước nguyện, sau một tuần cắn răng cầu nguyện thì Suto đã chính thức gia nhập hội. Thế nhưng vì để trốn không cho gia đình thật phát hiện nên cậu đã liên tục nghỉ học và nói dối mẹ để đến Hội Cầu Phúc. Một buổi sáng nọ, cậu em Soei cuối cùng cũng tìm ra nơi anh mình trú ẩn và đến để lôi anh về nhà. Không khí trong gia đình bỗng chốc căng thẳng vì giờ Suto chẳng tin vào ai ngoài Hội Cầu Phúc nữa.
Cậu ta đã thực sự coi hội này là gia đình của mình mà chối bỏ đi người thân máu mủ. Cậu liên tục bộc bạch những áp lực khi có người em trai quá giỏi giang khiến bà nội người đưa Suto đến hội cũng phải hạ mình xin lỗi. Trong lúc cự cãi qua lại, cậu em có nhỡ chỉ tay vào mặt anh thôi cũng khiến một người vốn yếu đuối như Suto bỗng chốc nổi điên. Anh ta bảo đan tay vào nhau chính là ký hiệu đoàn kết của hội. Chỉ cần chỉ tay vào mặt là sẽ phá vỡ vòng tròn gia đình, sẽ phải chịu sự trừng phạt như cô bé bị thư ký tét mông ở hội vậy. Nói xong, Suto cắt đứt với người nhà và lao ra đường. Vì lo lắng nên cậu em vội lái xe đạp đuổi theo, thế nhưng đã quá muộn màng. Vì chối bỏ chính gia đình mình nên Suto đã bị xe cán chết và xuất hiện trong bộ dạng này đây. Nghe Suto kể xong về hội cầu phúc, Shimura bỗng chốc mất kiểm soát mà tra hỏi cậu có thấy ai tên là Yukiko trong hội hay không. Người đó là vợ anh từng tham gia và mất tích ở hội mấy chục năm trước, thế nhưng cậu chàng này vừa mới gia nhập không bao lâu thì đã chết nên chẳng có nhiều thông tin. Cậu ta chỉ biết hội còn có một nhóm được bảo vệ đặc biệt nên chắc cô ấy có trong đó. Shimura muốn tiếp tục hỏi nhưng rốt cuộc kìm lại được và cho hắn ta đi siêu thoát. Ở góc bên này, Hayashi định nắm tay cô bé nhưng cô bé vùng tay ra khiến anh có chút mất mát. Anh nghĩ có lẽ là cô bé không muốn tiếp xúc với kẻ sát nhân từng giết trẻ con chăng. Tuy nhiên, nàng Miwaki tóc ngắn đã tiết lộ rằng hồi xưa Shimura cũng từng bị buộc tội giết chết con gái. Muốn biết chi tiết thì phải quay về hồi Shimura vừa mới lấy vợ. Khi đó, Yukiko, người mới có thai, đã hỏi anh rằng anh muốn đặt tên con là gì. Shimura liền mỉm cười đề nghị nên đặt tên bé theo tên mẹ là Mizuki. Sở dĩ anh không ghép cả tên của mình vào là vì nghĩ cho cô sinh nở vất vả có công nhất nên việc con có tên của mẹ là điều đương nhiên. Ba mùa xuân qua đi, cuối cùng Mizuki cũng được sinh ra và lớn lên khỏe mạnh. Nhưng rồi một ngày, cô bé mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp, không thích ăn cơm mà chỉ thích ăn màu vẽ của mẹ. Điều này diễn ra trong vài tháng khiến Yukiko tự trách bản thân rằng không nấu được món mà con muốn ăn. Vô tình một ngày, cô được hàng xóm giới thiệu cho tờ rơi của hội cầu phúc đang nổi đình đám vì mang tiếng chữa lành tâm hồn. Hai vợ chồng đang trong cơn tuyệt vọng quyết định đến đó thử vận may, biết đâu có thể cứu được con mình. Đến hội cầu phúc, họ được tiếp đãi như khách quý, có người cơm bưng nước rót tận nơi. Chờ mãi thì cũng thấy chủ trì là Aizan trở về. Yukiko vội vã hỏi ông liệu có thể chữa khỏi cho con gái mình hay không. Nhưng quý ông chỉ trả lời rằng hai người phải chấp nhận bản chất bệnh của người con gái và yêu thương nó. Dù tất cả đều là lý thuyết rất chung chung nhưng Yukiko lại ghi nhớ nó rất kỹ. Về đến nhà, cô bắt tay nấu một bàn tiệc thịnh soạn cho con gái thưởng thức nhưng chưa bưng được đồ lên đã bị cô bé hất văng ra và từ chối ăn. Sau cùng lại tiếp tục đi vào phòng tiếp tục chấm mút màu vẽ, để lại Yukiko tuyệt vọng thét gào ở phía ngoài vì không chấp nhận nổi sự thật. Shimura ra sức khuyên ngăn nhưng cũng không thể tránh khỏi cơn thịnh nộ của vợ. Cú xô ngã của cô khiến anh văng cả kính. Nhưng rồi anh cũng không trách cô đã xả bực tức lên người mình mà ôm cô vào lòng, an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thế nhưng vì quá ám ảnh với việc có thể con gái sẽ chết đói vì căn bệnh ấy, một buổi chiều khi ông chồng đi làm về đã thấy mảnh giấy mà vợ để lại. Cô quyết định sẽ đưa con đến hội cầu phúc thử thêm lần nữa. Chờ đến tối chẳng thấy vợ con trở về, Shimura mới quyết định đến nhà hội trưởng hỏi thăm lần nữa. Mở cửa ra là Aizan và một đám người to con. Ông bảo Yukiko đã bắt đầu vào giai đoạn lập lời thề nên trong một tuần sẽ không gặp ai. Shimura thấy vô lý vì vợ không từ mà biệt. Ngay khi thấy con gái chạy từ trong ra thì anh đã vội ôm cô bé về vì sợ đám người lạ ở đây có điều mờ ám. Trở về nhà, anh gà trống nuôi con trong vòng một tuần. Nhìn cảnh con mình kêu đói bụng nhưng lại chỉ thích ăn màu vẽ khiến anh bỗng thấu hiểu cảm giác muốn phát điên của Yukiko. Có lẽ đây là bản chất mà ông Aizan kia đã nói và anh phải yêu thương dù cô bé có bệnh đi chăng nữa. Đúng một tuần trôi qua thì anh lại đến hội cầu phúc đòi người. Thế nhưng lần này chúng không còn hòa nhã nữa mà ngay lập tức đuổi đánh anh. Đến ông Aizan cũng đe dọa và ngăn không cho vợ Shimura tiếp xúc với anh. Sự mất tích bí ẩn của vợ khiến cho hành động của hội này trong đầu anh ngày một nguy hiểm. Hết chửi bới dọa nạt, anh đổi sang cầu xin nhưng cũng chẳng ăn thu vì chỉ có một mình nên đành ra về trong tức giận. Nhưng điều chờ đợi Shimura ở nhà không phải đứa con gái xinh xắn gọi ba mà là xác chết đã lạnh lẽo từ bao giờ của cô bé. Bên trên bộ váy công chúa trắng tinh là vết máu đỏ loang lổ. Anh lay cô bé tỉnh nhưng nỗi sợ hãi đã bao trùm con người và bàn tay anh nhuốm máu. Sợ hãi hơn chính là cảnh sát chẳng hề tin những gì anh báo án. Chúng bị hội kia mua chuộc để tra tấn và bức cung anh. Cho đến khi anh chịu nhận tội danh bạo hành và giết con gái thì chúng mới buông tha. Cuối cùng biết chắc rằng vợ cùng con gái đã ra đi, Shimura nở nụ cười quỷ dị mà chấp nhận bản án tử hình để rồi ra đi trong oan ức. Nghe xong lời bộc bạch của anh, ông Aishima cũng không nhịn được mà cảm khái. Ông mong rằng anh có thể bước ra khỏi quá khứ đau thương đó như ông vậy. Chậm rãi làm lại cuộc đời như cách anh luôn động viên khách hàng của mình vậy. Mong rằng sau này anh có thể mỉm cười từ tận đáy lòng chứ không phải nụ cười giả dối phía ngoài để che đậy trái tim đang đau nhói. Cuối cùng sau khi giải quyết mọi việc ở văn phòng thì ông Aishima đã được siêu thoát. Ông dắt theo cô bé nhỏ đi cùng như đứa cháu gái mình vậy. Trước khi rời đi, cô bé Jin đã nắm lấy tay Hayashi, khiến anh nhận ra mình không bị xa lánh vì là sát nhân như anh nghĩ.
Ai ở trong văn phòng cũng từng có một quá khứ đau thương nên cách tốt nhất là bước qua nó và đi tới kiếp sau. Cô nàng lạnh lùng Miwaki cũng đem bình hoa của cháu gái đưa cho ông. Mong ở kiếp sau Aishima có thể đoàn tụ với cháu gái thêm lần nữa. Trong bầu không khí chia tay đầy quyến luyến, hai người dắt tay nhau đến cửa bước vào thiên đường. Cuối cùng Shimura cũng đã nở một nụ cười chân thực nhất để tiễn biệt ông. Anh đã hoàn thành vô cùng tốt chức trách của một hướng dẫn viên tận tụy và có lẽ đó cũng là lý do anh tình nguyện làm công việc này, bởi lẽ ai trên đời rồi cũng sẽ phải chết đi. Bất kể có oan ức hay khổ đau, tất cả những gì anh có thể làm cho họ đó chính là nở một nụ cười trên con đường tiễn họ đi tới kiếp sau để mở ra một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Nội dung bộ phim đến đây cũng đã hết. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi kênh. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nhé!